Châu ơi, thử đèn nha con. Rồi, mở lên coi. Đâu, giơ lên coi đẹp không? HB Shop thôi cho các bạn nha. Hôm nay quay qua là mình sửa đèn cho bé nhà mình các bạn. Đèn trung thu này bé chơi sao rớt cái đèn, rớt bóng đèn ra ngoài luôn đây. Nhưng mà chúng ta bật nhạc lên nó vẫn còn nhạc, nhưng mà nó không có đèn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là theo trend sửa chữa đồ thiết bị điện tử trong nhà, đúng không con? Hả? Minh Châu có muốn sửa đèn này nó chớp chớp không? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra sơ qua cái đèn. Đó. Nó còn nhạt. Thì từ đây nó vào đây các bạn. Cái này chỉ là những cái mảnh ghép lại thôi. Đây nó gài nút đây các bạn. Đây. À. Rồi ngay cái chỗ vị trí này này, chúng ta có thể tháo ra được. Thì bên trong đây có thể là nó chứa cái đèn nha các bạn. Đó, nó như thế này đây. Thì cái này nó chứa pin, trong đây nó chứa pin các bạn. Còn bên đây nó chứa lo và con chip nhớ các bạn. Con riệp, con chip mà đen các bạn ha. Còn đây nó ra cái nguồn, cái này là nó xài 2 pin A các bạn, đây là 3V. Nó bị đứt cái kết nối ở đây. Cái này là chúng ta có thể câu những cái đèn led khác đều ok các bạn. Đây, mình tước dây ra thử rồi để các bạn xem. Câu qua đây cầm tiếp ba coi. Nào bây giờ con bật lên, bật cái nút lên thì bật nha. Bây giờ mình thử cái đèn gốc của nó xem như thế nào nha các bạn. Tức là cái đèn mà nó bị vụt ra ở trong cái đèn trung thu, cũng sắp tới trung thu rồi các bạn. Cái gì sửa được mình sửa để cho bé nhà mình chơi nha các bạn. Cái này cũng rất đơn giản. Rồi, chơi nghe. Ok, bật lên coi. Xác định chân âm chân dương các bạn. Tắt. Rồi. Rồi, con bật nó lại coi. Ok. Nó cháy đèn rồi các bạn. Không. Nhưng mà cái đèn này tắt. Nhưng mà cái đèn này là ánh sáng trắng thôi các bạn. Nhưng mà bé con muốn cái đèn chớp tắt chớp nhiều màu không? À, nhiều màu đúng không? Rồi, lại tiếp thử cái này nữa coi. Đây mình cũng có một cái bóng led nhiều màu để mình câu thử coi bé thích không nha. Thích thì nó lớn lên nha không? Dạ. Option. Ok các bạn. Đây mình có cái đèn led 7 màu chớp chớp. Rất là đẹp các bạn. Rồi tắt đi con. Rồi thì bây giờ mình câu cái đèn này vào để cho bé nhà mình chơi nhân cái dịp trung thu nha các bạn. Thì chúng ta xác định là dây âm dây dương nha các bạn. Đó. Rồi trước tiên mình phải cố định cái này lại đi, mình quấn lại. Đó. Để gì các bạn? Để cái đầu này nè, mình gài vô cái lòng đèn nó không có bị vụt ra nha. Mình tước dây nó. Thay vì chúng ta mở mấy hàng lên, chúng ta hàng vô bóng vẫn ok nha các bạn. Nhưng mà cái này chúng ta chỉ nối thôi. Đó. Đây, bên đây là cái chân âm, bên đây là chân dương. Mình sẽ quấn trực tiếp và quấn băng keo lại các bạn. Nó cũng rất là đơn giản chứ không có khó nha. Đây chúng ta quấn lại. À, chúng ta quan sát lại các bạn, chúng ta bẻ cớp cái này lại.
Ok các bạn ha. À, rồi chúng ta lấy bằng keo các bạn. Mình lấy cái cùng băng keo đen để mình quấn một đầu lại. Tại vì cái này nó nằm bên trong cho nên cái tính chất thẩm mỹ nó cũng ok các bạn, không sao, nó nằm bên trong lồng đèn nha. Chúng ta quấn sao chừa cái đèn ánh sáng nó ra là được. Con sửa cái đèn này rồi con chơi vào dịp nào? Dạ dịp Trung Thu. Trung Thu hả? Chắc là vui lắm đây. Con có cầm lồng đèn đi chơi với mấy bạn không? Dạ có cha. Ok. Bà sửa sắp xong rồi, để cho con chơi nha. Dạ. À, các bạn nào có đèn Trung Thu năm rồi các bạn, các bạn lấy ra các bạn sửa sang lại một chút xíu. Đỡ tốn chi phí các bạn ha. Thì là bé đã có cái lồng đèn để chơi. Đó, xong rồi mình quấn lại luôn. Mình tắp ra hai bên các bạn. Cái này cũng rất là đơn giản. Ok các bạn, bây giờ chúng ta lắp xong rồi đây. Rồi, vậy thì chúng ta bắt vào cái lồng đèn của nó đây. Ở đây nó có hai cái ngạnh đây, chúng ta cứ bắt cho nó nằm sát vị trí này thì hai cái ngạnh này á nó sẽ giữ lại nha các bạn. Rồi chúng ta gắn vào. Cái này nó giống như những cái tấm giấy kiến rồi nó in màu lên các bạn, nó ghép lại thôi. Ok các bạn. Rồi đi cho bé thôi các bạn. Châu ơi, thử đèn nha con. Dạ. Rồi, mở lên coi. Đâu, giơ lên cái đẹp không? Nó cái mấy màu đặng? Dạ. Màu đỏ, màu xanh. Màu gì nữa? Màu xanh lá cây. À, nó có chớp chớp im không? Dạ. Con thích lồng đèn này không? Vậy con dự định là cầm lồng đèn này đi chơi bữa nào? Bữa Trung Thu. Wow, không biết có được đem vô trường không ta? Được không? Dạ được. Vậy hả? Quá đẹp luôn.